Tòa tháp ma cất giấu xác chết của quỷ Nhật Bản, tượng Quan Âm cũng không thể trấn áp. Trong thị trấn Công Chúa Lĩnh, tỉnh Cát Lâm, có một tòa nhà đã bỏ hoang suốt 30 năm nhưng không ai dám vào. Người ta nói rằng nơi đây thường xuyên xảy ra những sự kiện kỳ quái. Thậm chí cả Thiên Sư Trung Quỷ hay Đức Phật Quan Âm cũng không thể trấn áp những linh hồn tà ác tại đó. Vậy những tin đồn về tòa nhà bỏ hoang này có phải sự thật hay không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn các bạn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Tòa nhà hình tròn này được gọi là Tòa nhà Ma Ám Công Chúa Lĩnh, một trong 10 tòa nhà ma ám nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Nó nằm ở phía bắc ga xe lửa Công Chúa Lĩnh, phía đông giao lộ khu vực Hợp Tùng Hoa Viên trên đường Đông Trấn Hoa, phía tây chợ Đất Hoàng. Phần nền tòa nhà hình vuông được bao quanh bởi tường sắt. Phía nam và phía tây giáp đường phố, phía đông thông với nhà riêng và phía bắc là một sân nhỏ. Tòa nhà có tổng cộng 17 tầng. Bề ngoài hình tròn của tòa nhà ma ám được bao quanh bởi những tấm kính lớn. Do bị bỏ hoang nhiều năm dẫn đến hạ tầng xuống cấp, để tránh việc kính rơi gây thương tích cho người đi đường nên bức tường kính đã được tháo bỏ. Vào những năm 80 và 90 của thế kỷ trước, đây từng là địa điểm giải trí lớn nhất ở Cát Lâm, với thiết kế ngoại hình mới lạ và phong cách, thậm chí một thời được xem như biểu tượng kiến trúc của Công Chúa Lĩnh. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, tin đồn về những hiện tượng siêu nhiên tại đây bắt đầu lan truyền. Và rồi, một tòa nhà được nhiều người kỳ vọng đã trở thành tòa nhà ma ám nổi tiếng xa gần. Để trấn áp tà ma, một bức tượng Phật Quan Âm cao hơn 3 mét đã được đặt ngay trước tòa nhà. Người ta nói rằng vị trí này trước đây đã đặt Thiên Sư Trung Quỷ, nhưng ngài cũng không thể trấn áp nổi tà ma, nên cuối cùng họ đã phải thay thế bằng tượng Phật Quan Âm. Liệu tòa nhà này có thực sự ma quái như những lời đồn thổi, và điều gì đã xảy ra bên trong? Ban đầu tòa nhà này được thiết kế có 7 tầng hầm và 18 tầng trên mặt đất, nhưng sau đó vì sự cố không ngừng xảy ra, cuối cùng chỉ có 17 tầng được xây dựng. Mọi sự việc kỳ quái bắt đầu từ việc một công nhân rơi từ tầng cao xuống. Vào mùa đông ở Cát Lâm, trời sẽ tối rất nhanh, có khi khoảng 5 giờ chiều thì đã tối. Khi một số công nhân chuẩn bị kết thúc ngày làm việc để ăn tối, đột nhiên từ công trường truyền đến âm thanh kỳ lạ, vang vọng từ đâu không rõ. Nhưng họ chắc chắn rằng đó không phải là tiếng gió. Lúc này, họ bỗng nhớ đến những lời kể của những công nhân lớn tuổi trước đây. Đây là nơi chôn cất những người lính Nhật bại trận. Vì không chấp nhận thất bại, họ đã tự sát tập thể ở đây. Vì vậy, nơi đây đã được bỏ hoang từ rất lâu, trước khi có một người mua với giá rất thấp. Mặc dù câu chuyện có vẻ huyền bí, nhưng với số lượng công nhân nhiều như vậy, tiếng ngáy khi ngủ còn ồn ào hơn cả những âm thanh lạ. Vài công nhân bình tĩnh hơn một chút đã quyết định đi kiểm tra tình hình ở trên tầng. Nhưng lần nào cũng vậy, khi lên đến nơi, họ lại chứng kiến được nhiều hình ảnh còn kỳ dị hơn. Vì ngôi nhà ma ở công viên Công Chúa Lĩnh, Cát Lâm, được mọi người cho là nơi chôn cất của những người lính Nhật bại trận. Nhiều người đã qua đời một cách bí ẩn ở đây. Và thậm chí, Phật Quan Âm cũng không thể trấn áp những ác linh này. Liệu căn nhà ma này có điều gì không bình thường? Vào thời điểm đó, trên công trường có nhiều vật liệu xây dựng, một số người nhặt rác sẽ lén lút đến đây vào ban đêm để lấy. Việc vật liệu bị lấy đi không quan trọng, họ chỉ sợ những người nhặt rác vô tình bị ngã sẽ rất rắc rối. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, mỗi ngày phải có 2 người ở đây canh gác. Đây thực sự là một công việc khó khăn, nên người trực ca sẽ chỉ tuần tra một vòng để lấy lệ. Một đêm sau khi tan làm, chỉ còn lại Tiểu Vương và Tiểu Chiêu canh gác. Sau khi tuần tra, hai người đã lén uống một chút rượu. Vừa ngồi xuống thì nghe thấy một âm thanh lớn khiến hai người họ vô cùng hoảng sợ. Hóa ra là một tấm ván rơi từ trên lầu xuống. Ai đã lén trèo vào đó giữa đêm? Tiểu Vương gọi lớn mấy tiếng nhưng không có ai đáp lại. Vì vậy hai người họ đã lên tầng trên xem, nhưng mãi cho đến tầng 8 vẫn không thấy bóng người. Tiểu Vương cho rằng có lẽ tấm ván bị gió thổi xuống nên chuẩn bị xuống tiếp tục uống rượu. Nhưng Tiểu Chiêu bỗng nhiên đứng im. Khi đồng đội chưa kịp phản ứng gì thì Tiểu Châu đột ngột nhảy từ trên xuống, toàn bộ người bị sắt đâm xuyên qua,
mất mạng tại chỗ. Vụ việc trên sau đó được xem như một tai nạn vì nhiều người cho rằng cả hai đều uống khá nhiều rượu, vì Tiểu Chiêu say quá mà trượt chân rơi xuống. Tuy nhiên, Tiểu Vương lại không nghĩ như vậy. Anh ấy biết rõ khả năng uống rượu của Tiểu Chiêu. Ngày đó cả hai lại không uống nhiều. Vì không muốn gây thêm rắc rối nữa, Tiểu Vương đã chọn cách im lặng và vụ việc ấy dần bị lãng quên. Tuy nhiên, điều không ai ngờ đến là khi tòa nhà đã xây đến tầng thứ 18, thì tai nạn khác lại xảy ra. Một công nhân đang kéo thanh sắt lên bằng dây thì dây bị đứt đột ngột. Thanh sắt rơi từ trên cao xuống, đâm vào người, khiến công nhân đó mất mạng tại chỗ. Cảnh tượng kinh hoàng đến mức nhiều người không dám nhìn thẳng. Ngoài ra còn có một vài công nhân khác bị thương nặng. Vì vụ tai nạn này quá lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng, tòa nhà buộc phải hoàn thiện khi mới xây đến tầng 17. Sau nhiều tai nạn, chủ đầu tư cuối cùng nhận ra rằng nơi đây có vấn đề. Vì thế, dưới sự hướng dẫn của một bậc thầy phong thủy, họ đã xây thêm một bậc thang bên ngoài tầng 14. Trên đó đặt tượng thần Trung Quỳ. Sau đó tòa nhà được đưa vào sử dụng một cách thuận lợi với các dịch vụ chính như khách sạn, nhà hàng, spa, massage, KTV và nhiều hoạt động khác. Nơi đây nhanh chóng trở thành địa điểm giải trí lớn nhất tại Công Chúa Lĩnh vào thời điểm đó. Vậy thì vì sao nơi đây lại trở thành một tòa nhà ma? Một tòa nhà ở Công Chúa Lĩnh, tỉnh Cát Lâm với nhiều sự kiện siêu nhiên liên tục xảy ra. Liệu rằng có thực sự là ma quỷ đang gây rối tại nơi chôn cất của những người lính Nhật tử trận? Ngay từ khi bắt đầu đưa vào sử dụng, tòa nhà ma này kinh doanh phát đạt, không có gì bất thường. Nhưng dần dần xảy ra nhiều sự việc kỳ lạ. Nhân viên phục vụ thường nghe thấy những âm thanh kỳ quái trong phòng riêng, như tiếng nước chảy, tiếng khóc lóc không rõ nguồn gốc, tiếng nói và tiếng gió kỳ lạ. Những sự việc kỳ quái lan truyền và dần trở nên kỳ dị hơn. Rồi một đêm, hai nhân viên phục vụ cùng một bảo vệ đã rơi từ tầng 8 xuống và tử vong. Điều này khiến mọi người nhớ lại về tai nạn trước đó đã xảy ra với những người công nhân. Tất cả nhân viên phục vụ tại đây đều lập tức cảm thấy lo lắng và nghĩ đến việc từ chức rời đi, khiến ông chủ cũng bắt đầu khó chịu. Nhưng trước khi sự việc được giải quyết thì vài ngày sau đó, một vị khách đang tắm thì vô tình ngã xuống cạnh bồn tắm và mất mạng. Cũng vào ngày hôm đó, tượng Trung Quỳ phía trước tòa nhà cũng bị đổ không rõ nguyên nhân. Những người điều hành tối cao của khu vực đã bắt đầu hoảng sợ và không dám trì hoãn nữa. Họ nhanh chóng tìm một thầy phong thủy có kinh nghiệm đến xem xét. Sau khi quan sát toàn bộ tòa nhà, thầy phong thủy nói bởi vì Trung Quỳ là một vị thần dân gian Trung Quốc nên không thể trấn áp được ma quỷ nước ngoài. Trong khi Quan Âm Bồ Tát có thần lực rộng lớn, không quan trọng là linh hồn oan khuất từ bất kỳ quốc gia nào cũng có thể trấn áp được. Để bảo vệ cho việc kinh doanh của mình, nhà lãnh đạo đã lắng nghe lời khuyên của thầy phong thủy và đặt tượng Quan Âm thay thế vị trí của tượng Trung Quỳ ban đầu. Sau đó tòa nhà lớn không còn xảy ra sự kiện siêu nhiên nữa, nhưng tình hình kinh doanh đột nhiên xuống dốc. Ông chủ vì không thể trả nợ đã bị buộc phải ngồi tù. Căn nhà ma cũng đã được bán đấu giá với giá thấp. Người chủ mới không tin vào điều siêu nhiên nên muốn cải tạo lại ngôi nhà này. Nhưng khi bắt đầu, một công nhân đã gặp tai nạn thương tâm và tử vong. Từ đó tòa nhà đã bị bỏ hoang hoàn toàn. Cùng với tình hình kinh doanh trở nên ảm đạm, hầu hết người dân xung quanh đều không muốn sống ở đây, khiến nơi đây càng ngày càng trở nên hoang vắng. Cho đến hiện tại, tòa nhà ma Công Chúa Lĩnh đã bị bỏ hoang hơn 30 năm. Bạn có nghĩ truyền thuyết về tòa nhà ma ở Công Chúa Lĩnh là có thật? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.